Chào các bạn nha, hôm nay Cường sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn rất là ngon, đó chính là món cơm chiên cá mặn. Cơm chiên cá mặn các bạn làm tại nhà vừa dễ, ngoài ra thì còn giúp cho các bạn tận dụng được cái phần cơm nguội của ngày hôm trước nữa. Đây chính là cái dĩa cơm chiên cá mặn của mình nè, cơm chiên xong thì vàng, thơm phức luôn, ăn cái hạt cơm đậm đà, rất là ngon. Các bạn có thể là chuẩn bị thêm một cái chén nước tương nhỏ ha, mình cắt lên vài cái khoanh ớt, mình chan lên trên cùng như thế này. Và đặc biệt là trong cái video cơm chiên cá mặn ngày hôm nay là Cường có chia sẻ với các bạn những cái bí quyết chiên cơm làm sao để cho nó có những cái hạt cơm mà nó vàng, nhai nó giòn xốp trong miệng, rất là đã luôn. Chan lên đây thêm một xíu nước tương nữa nào, thơm phức luôn. Ok, nếu như mà các bạn thích món cơm chiên cá mặn này thì hôm nay hãy vào bếp với Cường Khích, chúng ta sẽ cùng thực hiện món ăn này các bạn nhé. Ok, và bây giờ để làm cái món cơm chiên cá mặn á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là con cá mặn ha, hay còn gọi là cá khô. Khô mà để ăn cho ngon á, thì mình nên mua khô cá sặc. Cá sặc thì nó cũng có nhiều loại lắm. Thường là cậu thích thấy là cái loại mà khô cá sặc mà dạng như khô cá sặc răng á, thì nó sẽ ngon hơn. Nó có nhiều loại lắm các bạn, có loại mà có trứng nữa. Cái loại có trứng đó thì ăn cái thịt nó không ngon bằng nha. Ok, thì mình dùng khoảng một con thôi, mình làm khoảng được 3 dĩa, 2 đến 3 dĩa nha các bạn. Rồi cơm nguội nè, rồi ruốc sấy. Ha, các bạn dùng khoảng một muỗng canh thôi. Thì mình muốn dùng thêm cái phần ruốc sấy này để nó cho nó tăng cái hương vị hơn cho cái món cơm chiên cá mặn nha. Hành lá nè, tỏi, hành tím, hành tây, một quả trứng gà. Gia vị để nấu cái món cơm chiên cá mặn này thì gồm có là muối, nước mắm, hạt nêm và đường. Rồi bây giờ cái con cá khô nè, khi mà các bạn mua về thì người ta ướp muối mà nên nó rất là mặn. Mình muốn giảm cái độ mặn của nó thì mình phải ngâm nó trong cái nước muối loãng. Các bạn cắt đôi ra ha, chút nữa mình sẽ chiên. Rồi các bạn cho vào đây cho mình là khoảng 1/3 thìa cà phê muối ha, vài hột muối thôi. Rồi mình cho nước vào. Thì mình sẽ ngâm nó khoảng 20 phút ha các bạn, để cho con khô nó nhả bớt mặn đi. Rồi về cái phần hành lá thì các bạn cắt nhuyễn ra. Hành tây thì mình cắt hạt lựu nè. Rồi hành tím và tỏi thì mình xay nhuyễn. Về cái phần cơm á các bạn, thì mình sẽ phải đi phơi một ít cái phần cơm này cho nó khô. Chút nữa mình chiên lên mình tạo giống như là những cái hạt cơm á. Khi mà các bạn ăn cơm chiên bên ngoài người ta bán á, thì các bạn thường đó các bạn thấy là có những cái hạt nó rất là xốp, nhai nó giòn rụm rụm ngon. Thì người ta sẽ chiên cái cơm khô này lên thì nó sẽ xốp. Nên là khi các bạn làm những cái món mà cơm chiên á, ví dụ như là cơm chiên cá mặn, cơm chiên dương châu hoặc là cơm chiên gà xé gì đó, thì mình nên có những thêm những cái hạt cơm mà mình chiên như thế này thì ăn nó sẽ xốp và nó ngon cái món ăn hơn. Ok, thì mình đã phơi nắng rồi. Các bạn phơi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ á cho nó khô, hoặc là mình cho vô lò sấy mình sấy cũng được. Bây giờ mình sẽ chiên ha các bạn ha, chiên cho nó nở phồng ra. Lưu ý là các bạn muốn làm cái phần cơm mà nó xốp như thế này là mình phải nấu lên chín lên rồi mình mới đem đi phơi. Các bạn không có chiên cái cơm mà sống hay là hạt gạo được, nó không có nở phồng được các bạn. Rồi khi mà cái cơm mình bắt đầu nó nở ra, nó trắng rồi mà nó giòn rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt lửa ha, mình cho nó qua cái rây này. Rồi, nó rất là giòn, nó xốp luôn á các bạn. Rồi bây giờ với cái con cá sặc, sau khi mà mình đã ngâm với lại nước muối loãng rồi đó, thì các bạn rửa lại với nước lạnh cho nó sạch nha. Rồi mình đem đi mình thấm qua cái khăn cho nó ráo hết nước, hoặc là các bạn có thể phơi cũng được. Bây giờ cái khô cá sặc này mình sẽ chiên, các bạn chiên cho nó chín rồi mình bóc cái phần thịt ra. Khô thì mình chiên cũng rất là nhanh các bạn, chiên khoảng 3 đến 5 phút thôi rồi nó chín nè. Tại vì con khô này nó cũng mỏng mà, khô cá sặc này nó cũng mỏng. Rồi sau khi chiên xong rồi mình cho vào trên cái khăn giấy nha, cho thấm bớt dầu. Các bạn chờ cho con khô này nó hơi nguội nguội á, rồi mình bóc cái phần thịt ra, chuẩn bị là mình đi chiên cơm. Rồi bây giờ mình sẽ pha một chút nước sốt để mình ướp vào trong cơm, ăn cái hạt cơm nó sẽ đậm đà hơn. Các bạn cho vào đây khoảng nửa thìa cà phê hạt nêm nha. Rồi nước mắm các bạn cho 2 thìa cà phê, 1/3 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường. Rồi mình sẽ đặt vào đây là một quả trứng gà. Nếu như mà các bạn muốn ăn cái hạt cơm mà nó béo mà nó có cái màu vàng đẹp hơn đó các bạn, thì mình chỉ sử dụng lòng đỏ thôi, mình sử dụng 2 cái lòng đỏ cũng được. Còn không thì mình dùng khoảng một quả trứng gà thôi là được rồi nha. Rồi các bạn đánh cho cái phần trứng này nó tan ra, lòng đỏ và lòng trắng nó tan ra với nhau, cũng như là gia vị nè. Sau khi mà các bạn đánh cái trứng này tan ra với nhau rồi đó, thì mình sẽ cho vào trong cơm mình trộn lên, thì sẽ giúp cho cái hạt cơm mình nó lên màu đẹp, và thứ hai nữa là ăn cái hạt cơm đó các bạn nó béo béo rất là ngon. Đây bây giờ mình sẽ cho cơm vào trong tô nè. Rồi các bạn sẽ rưới cái phần trứng ha, trứng các bạn nhớ đánh nha, đánh cho nó tan ra lòng đỏ lòng trắng mình rưới lên. Các bạn bóp đều cái phần cơm nè.
Mình chiên rồi mình rưới lên cũng được các bạn, nhưng mà nó không có kịp thấm. Còn các bạn làm như thế này nè thì cái hạt cơm nó sẽ thấm ha. Rồi bây giờ các bạn bắt chảo lên, mình làm nóng chảo rồi và chuẩn bị là chiên cơm nha. Khô thì mình cũng đã xé rồi. Đây, khô đã xé rồi. Về cái phần vi và cái phần vây và cái phần đuôi á các bạn, thì mình sẽ để lại, tại vì cái đó ăn nó cũng giòn, nó cũng ngon nữa. Mình cũng thích ăn cái đó nên mình để lại, các bạn có thể bỏ cũng được. Rồi, ok, các bạn thấy không? Cơm rất là tơi ra nè. Lát nữa mình chiên lên nhìn sẽ rất là ngon. Đầu tiên thì mình sẽ đi phi cái phần hành tím và tỏi trước cho nó thơm lên. Rồi, khi các bạn thấy tỏi mình bắt đầu nó thơm và nó hơi vàng vàng rồi đó, thì mình sẽ cho cái phần cá khô vào mình xào trước, cá mặn nè. Thì các bạn xào như thế này sẽ giúp cho cái món cơm chiên cá mặn của mình nó dậy mùi thơm hơn. Cá khô mà các bạn chiên lên nó rất là thơm, có thêm tỏi, hành tím trong này nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tây và ruốc vào. Nha, các bạn nhớ lưu ý nha, là khi mà mình ngâm con cá khô cá mặn đó là các bạn phải cho ít muối vào. Tại vì do nguyên tắc trung hòa các bạn, thì muối ở nơi có nồng độ cao nó sẽ di chuyển xuống nơi có nồng độ thấp hơn, nên là như vậy thì nó sẽ giúp cho con cá khô mà nó bớt mặn. Ngoài ra còn những cách ví dụ như là ngâm với lại giấm hay chanh gì đó, nhưng mà thực ra những cái cách đó thì nó phù hợp với ăn gỏi hơn. Còn các bạn muốn mà làm cơm chiên cá mặn á thì mình ngâm với lại nước muối loãng là được rồi, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ cho cơm vào. Thì lúc nãy là mình đã đánh tơi cái cơm luôn rồi, nên bây giờ là cái hạt cơm mình nó sẽ rời, cái nó không, mình không cần phải đánh nữa. Mình sẽ chiên cái phần cơm này đến khi nào mà các bạn thấy cái hạt cơm mình nó ráo và nó rời ra, thì lúc đó là mình sẽ cho cái phần hành lá và cũng như là cái phần cơm mà mình đã chiên rồi. Đây nè, cơm cháy nha, cơm cháy giòn á. Rồi lúc này cái hạt cơm mình nó ráo nè các bạn ha, nó ráo và nó tơi ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá vào. Cơm cháy chiên ha. Làm cái cơm chiên cá mặn này nè thì nó có rất nhiều công thức. Thường là người ta sẽ không cho thêm cái phần ruốc vào, nhưng mà mình thấy cho phần ruốc vào á, tép sấy á hoặc là ruốc sấy á, thì nó sẽ giúp cho cái món cơm chiên cá mặn mình nó thơm hơn. Đó, mình lưu ý các bạn, nếu mà các bạn muốn ăn ngon á, thử á, thì mình cho một ít cái phần ruốc sấy vào ha. Nó sẽ giúp cho cái món cơm chiên của mình dậy mùi hơn. Rồi, ok rồi. Cơm này ngon ghê không các bạn? Ok, bây giờ mình tắt lửa, chuẩn bị là múc ra dĩa. Và với cái món ăn cơm chiên cá mặn này thì các bạn chỉ cần là nếu mà các bạn thấy lạc á, thì mình chan thêm ít cái nước tương ha. Nước tương mình cắt vài khoanh ớt lên, mặn mặn cay cay, thơm rất là ngon. Ok, thì hy vọng là qua cái video này Cửu Khích đã chia sẻ với các bạn một cái món cơm chiên ngon, đó chính là món cơm chiên cá mặn. Mình có thể tận dụng cái phần cơm nguội của ngày hôm trước để mình làm món ăn này. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà các bạn thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để ủng hộ Cửu Khích ra những cái video món ăn mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.